Chúng ta học bài số 5. Học từ mới trước nha. Mọi người mở từ mới ra. Chúng ta sẽ học từ mới bài số 5 trước. Đọc lại từ mới một lần nữa. Rồi mời cả lớp đọc lại từ mới nè ha. Từ mới bài số 5. Đọc theo. Từ số 1. Suỵ. Quay sẵn mơ. Chia sao. Ý xa ở. Tầng. Mài tông si. Y tiền ở Hàn Yù. Chuy. Nà ở. Trai. Cha. Tờ. Trình. Càn chính. Ai chính. Thông khổ. Chinh. Chinh bu. Yin wei. Cầy. Chàng khơ. Chàng cu sư. Sang tiên. Khan. Khan binh. Khan su. Thinh. Thinh tao. Thinh hoa. Huỷ lại. Siêu sĩ. Su sơ. Giáo sư. Giáo sư. Ban công sư. Chúng ta đọc lại lần nữa nha. Đọc lại lần nữa. Suỵ. Chia sao. Vì sao mơ. Chia sao. Ý xa ở. Tầng. Mài tông si. Mài tông si. Y tiền ở Hàn Yù. Y tiền ở Hàn Yù. Chuy. Chuy. Nà ở. Nà ở. Trai. Trai. Cha. Cha. Tờ. Tờ. Trình. Trình. Cảm chính. Cảm chính. Ai chính. Ai chính. Thông khổ. Thông khổ. Chinh. Chinh. Chinh bu. Chinh bu. Yin wei. Yin wei. Cầy. Cầy. Chàng khơ. Chàng khơ. Chàng cu sư. Chàng cu sư. Sang tiên. Sang tiên. Khan. Khan. Khan binh. Khan binh. Khan su. Khan su. Thinh. Thinh. Thinh tao. Thinh tao. Thinh hoa. Thinh hoa. Huỷ lại. Huỷ lại. Siêu sĩ. Siêu sĩ. Su sơ. Su sơ. Giáo sư. Giáo sư. Giáo sư. Giáo sư. Ban công sư. Ban công sư. Rồi mời cả lớp đọc lại nha. Rồi cả lớp đọc lại xem. Suỵ. Suỵ. Quay sẵn mơ. Chia sao. Ý xa ở. Tông. Mãi công sư. Mời cả lớp đọc theo từ mới trong sách nha. Từ số 1. Suỵ. Suỵ. Chia sao. Chia sao. Ý xa ở. Ý xa ở. Chuy. Chuy. Nà ở. Nà ở. Trai. Trai. Cha. Cha. Tờ. Tờ. Trình. Trình. Chinh. Chinh. Sang tiên. Sang tiên. Khan. Khan. Thinh. Thinh. Siêu sĩ. Siêu sĩ. Su sơ. Su sơ. Giáo sư. Giáo sư. Huỷ. Huỷ. Hoàng lĩnh. Hoàng lĩnh. Bắc Kinh Đa Xuế. Bắc Kinh Đa Xuế. San Xia Hở Tử. San Xia Hở Tử. Xiao Ying. Xiao Ying. Bài số 5 là Wo Chia Sao Yi Xia ha. Mọi người sẽ đọc lại cái mẫu câu này. Rồi mời cả lớp đọc lại xem. Tha sư suỵ. Tha
来，我去北京大学。我去北京大学，你们去哪儿？我们去香港吗？在民宿，我是张老师的学生，我去香港，我叫什么名字？我叫什么名字？张老师是我的爸爸。到来，冷静了。张老师是我爸爸。张老师是我爸爸。静静，谢谢。Mời cả lớp dịch bài nha. Nhớ là dịch lớn tiếng lên. Ai mà dịch càng lớn tiếng thì người đó sẽ càng mau biết nói. Mau biết nói tiếng Hoa nha. Rồi dịch bài. Chữ ai? Tập lại ai? Sui. Là ai? Sui. Tập lại Sui. Sui. Bạn là ai? Sui. Anh ấy là ai? Ta Sui. Họ là ai? Ta Mình Sui. Đúng rồi. Tập lại nha. Bạn là ai? Sui. Tập lại bạn là ai? Sui. Ông là ai? Nín. Nhớ nha, đấy, nín sư suối. Nín sư suối. Tôi là thầy Trương. Đọc lại, wǒ shì Zhang lǎo shì. Wǒ shì Zhang lǎo shì. Wǒ shì Zhang lǎo shì. Tôi là thầy Vương. Wǒ shì Vương lǎo shì. Bác sĩ. Tôi là bác sĩ. Ông là ai? Đọc lại, ông là ai? Tôi là bác sĩ. Bác sĩ của bạn. Đọc lại, nǐ de dài fù. Tôi là bác sĩ của bạn. Tôi là bác sĩ của bạn. Đọc lại nào. Bác sĩ của ba. Ba. Đọc lại. Ba ba de dài fù. Ba ba de dài fù. Bác sĩ của ba của bạn. Đọc lại ba của bạn. Đọc lại ni ba ba. Bác sĩ của ba của bạn. Đọc lại ni ba ba de dài fù. Tôi là bác sĩ của ba của bạn. Tôi là bác sĩ của ba. Bạn bè. Bạn của anh trai. Cơ. Đọc lại nha. Anh trai. Bạn của anh trai. Đọc lại. Bạn của anh trai của bạn. Khoan, dịch lại. Bạn, dịch lại nha. Anh trai của bạn. Nì cơ cơ. Đọc lại nha. Anh trai của bạn. Nì cơ cơ. Rồi. Bạn bè của anh trai của bạn. Nì cơ cơ.
đọc lại. Nì cơ cơ tập hẳn dầu. Nì cơ cơ tập hẳn dầu. Đọc lại. Bạn của anh trai của bạn. Nì cơ cơ tập hẳn dầu. Tôi là bạn của anh trai của bạn. Của đọc lại này. Wo shi ni ge ge de peng you. Wo shi ni ge ge de peng you. Tôi là bạn của anh trai của bạn. Wo shi ni ge ge de peng you. Đọc lại. Wo shi ni ge ge de peng you. Wo shi ni ge ge de peng you. Bạn của chị gái. Chị. Thay chữ cư cư bằng chị chia thôi. Đọc lại, bạn của chị gái. Chị chia tập hẳn dầu. Đọc lại, chị chia tập hẳn dầu. Chị chia tập hẳn dầu. Chị gái, à, bạn của chị gái của bạn. Ní chị chia tập hẳn dầu. Đọc lại, ní chị chia tập hẳn dầu. Ní chị chia tập hẳn dầu. Tôi là chị, tôi là bạn của chị gái của bạn. Tôi là bạn của chị gái của bạn. Em trai của bạn. Đọc lại, em trai của bạn. Nì tì tì. Thầy giáo của em trai của bạn. Cũng giống như mấy câu trước thôi, là nì ti ti trước nha. Đọc lại nè, dịch hai chữ nha. Em trai của bạn. Nì ti ti. Thầy giáo của em trai của bạn. Nì ti ti tờ lào sư. Đọc lại, nì ti ti tờ lào sư. Nì ti ti tờ lào sư. Ghép ba danh từ mình thấy nó dài, nó khó ghép ha, lộn xộn. Dịch lại, nì ti ti tờ lào sư. Nì ti ti tờ lào sư. Tôi là thầy giáo của em trai của bạn. Đúng rồi. À. Đi đâu? Bạn đi đâu? Anh ấy đi đâu? Họ đi đâu? Đọc lại, tha mẫn truy nào. Tha mẫn truy nào. Tha mẫn truy nào. Thầy đi đâu. Lão sư truy nào. Dịch lại, thầy đi đâu. Lão sư truy nào. Anh trai của bạn. Đi cơ cơ. Anh trai của bạn đi đâu. Đi cơ cơ truy nào. Ba má của bạn đi đâu. Đi ba má má truy nào. Đi siêu thị. Chi chao sư. Chi chao sư. Đọc lại. Chi chao sư. Chi chao sư. Siêu thị chao sư giống nhau ha. Đọc theo này. Chao sư. Chao sư. Chi chao sư. Chi chao sư. Ba má tôi. Của ba ba má má. Đi siêu thị. Chi chao sư. Ba má tôi đi siêu thị. Của ba ba má má. Cửa hàng. Sang đi cửa hàng. Đi sang tên. Ba má tôi đi cửa hàng. Của ba ba má má đi sang tên. Anh trai tôi đi cửa hàng. Của con tôi đi sang tên. Em gái tôi đi cửa hàng. Của em gái đi sang tên. Mua đồ. Mày tung xi. Mày tung xi. Đi cửa hàng mua đồ. Đi sang tên mày tung xi. Đọc lại, đi cửa hàng. Đi sang tên. Mua đồ. Mày tung xi. Đi cửa hàng mua đồ. Đi sang tên mày tung xi. Em gái tôi đi cửa hàng mua đồ. Của em gái đi sang tên mày tung xi. Bạn đi đâu? Đi nhà. Rồi, nì truy nào. Nì truy nào. Học tiếng Hoa. Chê hàn đi. Đi học tiếng Hoa. Chê hàn đi. Tôi đi học tiếng Hoa. Của chê hàn đi. Bạn đi đâu. Nì truy nào. Tôi đi
học tiếng Hoa. Bạn đi đâu? Vậy bạn đi đâu? Tôi cũng đi học tiếng Hoa. Đọc lại. Tôi cũng đi. Tôi cũng đi học tiếng Hoa. Đúng rồi. Thầy giáo của bạn. Đọc lại. Nì tơ lào sư. Ai là thầy giáo của bạn? Ai là sủy sư? Đọc lại. Ai là thầy giáo của bạn? Đọc lại. Nì tơ lào sư. Ai là thầy giáo của bạn? Đọc lại. Ai là thầy giáo của bạn? Cái ông đó đó. Ông đó là gì? Na cơ rịn. Na, ông đó là người đó đó. Có không? Có học rồi phải không? Rồi, người đó. Người đó là thầy của tôi. Đọc lại. Na cơ rịn sư wo de lao shi. Na cơ rịn sư wo de lao shi. Ông ấy là thầy của tôi. Đọc lại. Tha sư wo de lao shi. Thầy Vương. Đọc lại. Quảng lão sư. Thầy Vương là thầy của tôi. Đọc lại. Quảng lão sư sư wo de lao shi. Đúng rồi. Đi cửa hàng. Mua cái gì? Mày. Đọc lại. Mày sẵn mơ. Mày sẵn mơ. Đi cửa hàng mua cái gì? Chuy sang tiền mày sẵn mơ. Đọc lại. Chuy sang tiền mày sẵn mơ. Chuy sang tiền mày sẵn mơ. Bạn đi cửa hàng mua cái gì? Nì chuy sang tiền mày sẵn mơ. Nì chuy sang tiền mày sẵn mơ. Nì chuy sang tiền mày sẵn mơ. Mua sắt. Đọc lại. Mài su. Mài su. Tôi mua sắt. À. Đi đâu? Đi bạn đi đâu? Đi tôi về nhà. Đọc lại. Tôi về nhà. Wo hui jia. Nghỉ ngơi. Tôi về nhà nghỉ ngơi. Đọc lại. Wo hui jia xiu xi. Các bạn đi đâu? Đọc lại. Nǐ men qu nào? Chúng tôi về nhà. Wo men hui jia. Chúng tôi về nhà nghỉ ngơi. Hết hơi à hả? Lớn tiếng lên ha. Wo men hui jia xiu xi. Ngủ. Xuây chèo. Về nhà ngủ. Đọc lại. Hui jia xuây chèo. Tôi về nhà ngủ. Đọc lại. Wo hui jia xuây chèo. Tôi về nhà ăn cơm. Ăn cơm tối. Đọc lại, đọc lại. Chư hoàn phan. Về nhà ăn tối. Đọc lại. Huấy cha chư hoàn phan. Tôi về nhà ăn tối. Đọc lại. Wo hui jia chư hoàn phan. Tôi về nhà ăn tối. Wo hui jia chư hoàn phan. Viết chữ Hán. Xie hán chữ. Đọc lại. Xie hán chữ. Xie hán chữ. Hán gì là tiếng Hoa. Còn chữ Hán là chữ chữ hán chữ. Đọc lại. Hán chữ. Hán chữ. Xie hán chữ. Xie hán chữ. Wo
hồi gia. Tôi hồi gia. Xie han zi. Xie han zi. Nǐ qu nǎo? Nǐ qu nǎo? Tôi hồi gia. Tôi hồi gia. Xie han zi. Xie han zi. Bạn đi đâu? Nǐ qu nǎo? Tôi lại nǐ qu nǎo? Nǐ qu nǎo? Nhà của thầy giáo. Lào sư tờ cha. Đọc lại nhà của thầy giáo. Lào sư tờ cha. Tôi đi nhà của thầy giáo. Đọc lại. Wo qu lào sư tờ cha. Wo qu lào sư tờ cha. Bạn đi đâu? Đi nhà. Tôi đi nhà của thầy giáo. Wo qu lào sư tờ cha. Đọc lại. Wo qu lào sư tờ cha. Bạn đi đâu? Tôi đi nhà của thầy giáo. Sao đọc không được? Rồi. Chơi, chơi đọc sao? Quán. Tôi lại quán. Đi nhà của thầy chơi. Đọc lại. Chuy lào sư tờ cha quán. Tôi lào sư tờ gia quán. Tôi lào sư tờ gia quán. Bạn đi đâu? Đi nhà. Tôi đi nhà của thầy giáo. Tôi lào sư tờ gia. Ăn cơm. Ăn cơm. Tôi lào sư tờ gia. Chư bàn. Tôi lào sư tờ gia. Chư bàn. Ở nhà. Cha cha. Đọc lại. Cha cha. Cha cha. Bạn có ở nhà không? Nǐ zài jiā. Đọc lại. Nǐ zài jiā ma. Nǐ zài jiā ma. Có. Dầu. Không phải dầu là dùng chữ zài. Đọc lại ha. Bạn có ở nhà không? Zài. Dịch 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 dịch. Bạn có ở nhà không? Đọc lại. Nǐ zài jiā ma. Có. Nhớ là dùng ngữ trai nha. Đọc lại. Nǐ zài jiā ma. Có. Đúng rồi. Không có. Bú trai. Đọc lại. Không có. Không có ở nhà. Tôi không có ở nhà. Wǒ bú zài jiā. Wǒ bú zài jiā. Tôi đi chơi rồi. Tôi đi chơi rồi. Tôi đi chơi rồi. Tôi không ở nhà. Tôi không ở nhà. Tôi đi chơi rồi. Bạn đi đâu chơi? Bạn đi đâu chơi? Bạn đi đâu chơi? Đi siêu thị. Đi siêu thị. Đâu lại? Đi siêu thị. Đi siêu thị chơi. Đi siêu thị chơi. Tôi đi siêu thị chơi. Bạn đi đâu chơi? Nǐ qu nǎo wǎn? Nhà của bạn bè. Hǎng. Hǎng yǒu de jiā. Đi nhà của bạn bè. Đi lại. Qu hǎng yǒu de jiā. Tôi đi nhà của bạn. Đọc lại. Tôi đi nhà của bạn. Tôi đi nhà của bạn bè chơi. Đọc lại. Tôi đi nhà của bạn bè chơi. Tôi đi nhà của bạn bè ăn cơm. Fan, đọc lại. Tôi đi bạn bè tớ gia chư fan. Tôi đi bạn bè tớ gia. Đọc yếu xìu rồi này. Tôi đi bạn bè tớ gia. Tôi đi bạn bè tớ gia. Chư fan. Chư fan. Ăn cơm tối. Chư fan. Đọc lại. Chư hoàn fan. Chư hoàn fan. Ăn cơm trưa. Chư ủ. Chư ủ fan. Ăn cơm sáng. Sáng đồng sáng. Chư chào phan.
chữ chào phạn. Đọc lại, ăn cơm tối. Chữ hoàn phạn. Đọc lại, chữ hoàn phạn. Chữ hoàn phạn. Đi nhà của bạn tôi. Chữ lại dịch không được nữa rồi. Chữ hoàn phạn. Chữ hoàn phạn. Đi nhà của bạn tôi ăn cơm. Đọc lại. Chuy wo peng you de jia chi fan. Đọc lại. Đi nhà của bạn tôi ăn cơm. Vậy là ni men chi fan le ma? Mọi người ăn cơm chưa? Ăn rồi sao mà dịch yếu xìu hả? Rồi tiếp. Nói tiếng Hoa. Đọc lại. Suo han yu. Bạn biết nói tiếng Hoa không? Biết là gì? Huay. Ni huay suo han yu ma? Dịch lại. Biết nói tiếng Hoa. Dịch lại. Ngắn thôi. Tiếng Hoa. Nói tiếng Hoa. Mọi người dịch lớn tiếng lên nha. Biết nói tiếng Hoa. Đọc lại. Huay suo han yu. Bạn biết nói tiếng Hoa. Bạn biết nói tiếng Hoa không? Đọc lại. Nǐ huì shuō hàn yǔ ma? Không biết. Bú huì. Tôi không biết nói tiếng Hoa. Đọc lại. Wǒ bú huì shuō hàn yǔ. Cái từ vừa mới đó là căng căng. Hoặc là căng. Căng là cứ ăn căng mới. À, ví dụ ta nói là đang vừa mới học là căng xuế ha, căng. Căng là vừa mới, xuế là học. Này, wǒ càng xuế hàn yǔ. Wǒ càng xuế hàn yǔ. Đó là wǒ càng xuế hàn yǔ. Wǒ càng xuế hàn yǔ. Wǒ bú huì shuō. Wǒ bú huì shuō. Đây. Wǒ. À rồi. Wǒ shuō shénme? Nǐ. Thầy đang nói nha, mọi người dịch nha. Wǒ shuō shénme là gì? Thầy nói cái gì? Nǐ men tīng dòng ma? À, các em nghe hiểu không? Hiểu không? À. Wǒ shuō shénme nǐ men tīng dòng ma? Thầy nói cái gì mọi người hiểu không? À thôi, tốt nhất là đừng có hiểu. À, thầy nói tiếng Miên. có người là ai là Campuchia đây nên là thầy nói đó bảo là không phải. em người Campuchia hả? À, Lai hả? À, lớp mình cũng có hai người là Campuchia nè ha. Người Khmer. Thầy nói tiếng Quảng Đông. Nhà thầy người Hoa, cha mẹ người Hoa nên là nhà là nói tiếng Hoa. Nhưng mà nó khác với cái tiếng này. Cái tiếng Quảng nhà thầy nói là nó giống như tiếng nó là tiếng một cái tiếng của tỉnh tỉnh gì ngày xưa của Trung Quốc á. Cái tỉnh nó cũng giống cái phát âm của Hồng Kông vậy đó, nhưng mà không hoàn toàn giống. Cũng gần giống. Hả? Người Tiều nói tiếng Tiều. Không, đúng mà. Tiều Châu là nó nói tiếng Tiều, nó nói tiếng Phúc Kiến á. À, Tiều nó nói cái tiếng là giống tiếng Phúc Kiến vậy đó. Rồi chúng ta dịch bài tiếp nha. Còn bài tập nữa kìa. Tiếp. Dịch này ha. Vì sao? Dịch lại. Vì sao?
không nói? Phù sổ. Vì sao bạn không nói? Quay sẵn mơ nì phù sổ. Lại quay sẵn mơ nì phù sổ. Quay sẵn mơ nì phù sổ. Vì sao bạn không nói tiếng Hoa? Quay sẵn mơ nì phù sổ hàn dì. Lại quay sẵn mơ nì phù sổ hàn dì. Quay sẵn mơ nì phù sổ hàn dì. Vì sao bạn không ăn? Quay sẵn mơ nì phù sổ. Lại quay sẵn mơ nì phù sổ. Quay sẵn mơ nì phù sổ. Vì sao bạn không ăn cơm? Mọi người đọc yếu quá, là đọc như vậy là mọi người sẽ dịch bài như vậy là khó mà giao tiếp tốt nha. Đọc lại nè. Vì sao không ăn cơm? Đọc lại. Pu chư phan. Vì sao không ăn cơm? Vì sao bạn không ăn cơm? Vì sao không nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi là gì? Đọc lại. Quay sẵn mơ phu siêu sĩ. Quay sẵn mơ phu siêu sĩ. Vì sao không đi chơi? Quay sẵn mơ phu siêu sĩ. Quay sẵn mơ phu truy hoàn. Quay sẵn mơ phu truy hoàn. Vì sao không về nhà? Quay sẵn mơ phu truy hoàn. Đọc lại. Quay sẵn mơ phu huy cha. Quay sẵn mơ phu huy cha. Chữ tin tưởng học chưa? Chưa. Đọc theo. Xiang xin. Xiang xin. Đọc, cứ đọc trước đi rồi sau này học sau. Xiang xin. Xiang xin. Không tin tưởng. Phu xiang xin. Đọc lại. Phu xiang xin. Phu xiang xin. Không tin tôi. Phu xiang xin wo. Đọc lại. Phu xiang xin wo. Phu xiang xin wo. Vì sao không tin tôi? Quay sẵn mơ phu xiang xin wo. Đọc lại. Quay sẵn mơ phu xiang xin wo. Quay sẵn mơ phu xiang xin wo. Vì sao bạn không tin tôi? Quay sẵn mơ nì phu xiang xin wo. Đọc lại. Quay sẵn mơ nì phu xiang xin wo. Quay sẵn mơ nì phu xiang xin wo. Dịch bài chưa được tốt lắm, ngày mai mình sẽ là dịch lại bài này nữa rồi trước khi học từ mới của bài mới. Bây giờ mọi người lấy tập ra, chúng ta sẽ giải bài tập. Các em sẽ ở nhà là tối nay hoặc ngày mai nha, giải bài tập xong cái rồi tối mai nộp bài nha. Nhớ nha mọi người, tối mai nộp bài số 5 cho thầy. Ai chưa làm bài 4, bài 5 thì tối mai nộp hết cho thầy đi nha. Ngày mai đừng đi chơi nha. Nộp bài. Học xong rồi đi chơi nha. Rồi bây giờ lấy bài tập ra, chúng ta giải bài tập. Bài tập bài số 5, mau lên. Dịch bài. Rồi, từ số 1. Bài 5 trang 22. Từ số 1 là từ đầu tiên. Ai? Thầy. Là ai? Sư thầy. Anh ta là ai? Ta sư thầy. Anh là? Sau lại. Nì sư. Nì sư. Giới thiệu. Giới thiệu. Một chút. Giới thiệu. Giới thiệu một chút. Giới thiệu. Đi. 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 Đâu? Nào. Nơi nào? Nào. Nào ở luôn nha. Đi đâu? Đi nào. Ở là chữ trai nha. Đọc lại. Trai. Trai. Tại. Trai. Có mặt. Trai. Có mặt cũng là trai luôn. Đọc lại. Trai. Trai. Không có mặt. Phú trai. Đọc lại. Phú trai. Phú trai. Nhà. Trai. Đọc lại. Cha. Cha. Ở nhà. Trai cha. Có ở nhà không? Cha. Không có ở nhà. Cha. Lại phụ trai cha. Mời. Đó lại trình. Vào. Đó lại chín. Mời vào. Cửa hàng. Đi cửa hàng. Ký túc xá.
lại su sơ. Lớp học. Rồi lại chào sư. Đến lớp học. Rồi lại truy chào sư. Chở. Chở là gì? Sư chàng. Mọi người ghi ha, sư chàng ha. Rồi, mọi người ghi là chở là sư chàng. Sư chàng ha, là cái chợ. Còn tiếp theo nữa là ta có cái từ là gì? Chợ nông sản á, là nũng mau sư chàng ha. Ta có chữ nũng mau. Nũng mau tức là mua bán nông sản, nó gọi là nũng mau nha. Chợ nông sản mình ghép lại là nũng mau sư chàng nha. Nũng mau sư chàng. Mọi người đọc lại nha. Từ chợ này, sư chàng. Sư chàng. Rồi, chợ nông sản là nũng mau sư chàng. Nũng mau sư chàng. Bốn chữ trên bảng á, nũng mau, nũng mau chứ nũng mau sư chàng ha. Rồi tiếp nha, đi chợ. Đọc lại, truy sư chàng. Truy sư chàng. Nhìn. Khan. Đọc lại, khan. Khan. Xem. Khan. Cũng là khan. Xem một lát. Khan ý xa. Đọc lại, khan ý xa. Nghe. Đọc lại thinh. Nghe một lát. Thinh ý xa. Nghỉ ngơi. Siêu sĩ. Nghỉ ngơi một lát. Siêu sĩ ý xa. Về. Đọc lại khuấy. Về nhà. Về ký túc xá. Khuấy su sơ. Khuấy su sơ. Của. Của tôi. Của bạn. Của anh ta. Của cô ta. Của chúng tôi. Của các anh. Các anh là ni mẫn tơ. Của họ. Anh trai tôi. Bố bạn. Rồi lại ni pa pa. Mẹ bạn. Chị gái anh ấy. Đọc lại tha chìa chìa. Vương Lâm. Em gái Vương Lâm. À, đọc lại quản lý tờ mây mây. Quản lý tờ mây mây. Bắc Kinh. Bắc Kinh. Đọc lại Bắc Kinh. Bắc Kinh. Đại học. Ta sẽ. Ta sẽ. Đại học Bắc Kinh. Bắc Kinh ta sẽ. Bắc Kinh ta sẽ. Bắc Kinh ta sẽ. Tiểu Anh. Tiểu Anh. Đọc lại Tiểu Anh. Tiểu Anh. Cái chữ là Yamashita. Đây là san xia hở zi. San xia hở zi. Đọc lại san xia hở zi. San xia hở zi. Dịch câu. Bà ấy là ai? Tha sư suy. Đọc lại tha sư suy. Tha sư suy. Câu 2.
chị gái bạn. Ní chị chị. Lại ní chị chị. Ní chị chị. Có ở nhà. Không có mai. Chai chè. Chai chè. Đâu phải câu hỏi đâu. Đọc lại. Ní chị chị chai chè. Ní chị chị chai chè. Câu 3. Chúng tôi. Ủa. Không về ký túc xá. Đọc lại. Bù huỷ xu sơ. Bù huỷ xu sơ. Wǒ men bù huỷ xu sơ. Wǒ men bù huỷ xu sơ. Chúng tôi đi cửa hàng. Câu 4. Tôi biết anh trai của Mary. Khoan. Cái từ biết này là quen biết, là rân sư nha. Đọc lại. Mà anh trai của Mary mình dịch ngược lại là gì? Mà ly tờ cơ cơ. Đọc lại. Mà ly tờ cơ cơ. Mà ly tờ cơ cơ. Wǒ rén shì mǎ lì de gè gè. Wǒ rén shì mǎ lì de gè gè. Anh ấy tên David. Đọc lại. Tha chào ta wèi. Tha chào ta wèi. Cái chữ tên là chữ chào nha. Lại. Tha chào ta wèi. Tha chào ta wèi. Cái từ chào của chào sẵn mơ mình chưa chữ chào đó đó. Rồi. Anh ấy là lưu học sinh. Tha sư lưu sửa sân. Rồi câu 5. Tôi tên Vương Anh. Wǒ jiào Wǎng Yìng. Wǒ jiào Wǎng Yìng. Ba mẹ tôi. Wǒ ba ba ma ma. Đều là giáo viên. Đều sư là sư. Câu 6. Tôi về ký túc xá. Wǒ về Wǒ huǐ shù shè. Wǒ huǐ shù shè. Nghỉ ngơi một chút. Xiu xí yí xiá. Xiu xí yí xiá. Xiu xí yí xiá. Câu 7. Thầy Vương. Quán sư. Là ba của Vương Lan. Sư quán sư. Khoan khoan. Ba của Vương Lan. Quán sư. Dịch ngược lại. Quán lán tờ ba ba. Quán lão sư sư quán lán tờ ba ba. Quán lão sư sư quán lán tờ ba ba. Câu 8. Tôi xin được giới thiệu. Câu này giống ông sách đó. Wǒ jiè shào yǐ xiā. Wǒ jiè shào yǐ xiā. Đây là bạn tôi. Đọc lại. Zhè shì wǒ de péng yǒu. Zhè shì wǒ de péng yǒu. Anh ấy tên là Lu Kinh. Không có sư nha, không có sư. Tha jiào Liu Jing. Tha jiào Liu Jing. Câu 9. Người kia tên là gì? Đọc lại. Na ge ren jiào shen me ming zi. Na ge ren jiào shen me ming zi. Anh ta đi đâu vậy? Tha chui nà ở nơ. Cái chữ nơ của chữ nì nơ nha. Có bộ khẩu á, nhớ không? Tha chui nà ở nơ. Đọc lại. Tha chui nà ở nơ. Tha chui nà ở nơ. Câu 10. Họ đều là. Họ đều là. Tha mệnh tâu sư. Tha mệnh tâu sư. Mẹ tôi nói sao? Ba mẹ tôi là gì? Wǒ. Bạn của ba mẹ tôi. Wǒ ba ba ma ma de peng you. Wǒ ba ba ma ma de peng you. Wǒ ba ba ma ma de peng you. Tha mệnh tâu sư wǒ ba ba ma ma de peng you. Tha mệnh tâu sư wǒ ba ba ma ma de peng you. Rồi. Dịch đoạn văn. Chào các bạn. Ni mẫn hào. Ni mẫn hào. Tôi xin được giới thiệu. Wǒ jiè shào yǐ xiā. Wǒ jiè shào yǐ xiā. Tôi tên David. Wǒ jiè shào yǐ xiā.
của Chiao Tao Wei. Của Chiao Tao Wei. Đây là em gái tôi. Đồng lại, chơ sư của mây mây. Chơ sư của mây mây. Cô ấy tên Mary. Tha Chiao Mã Ly. Tha Chiao Mã Ly. Chúng tôi đều là lưu học sinh. Tôi là học trò của thầy Trương. Khoan. Cô ấy là cái chữ cô ấy là có bộ nữ nha. Tha sư. Tha sư. Học trò của cô Lý. Lý lão sư. Lại, Lý lão sư tờ xuế sân. Lý lão sư tờ xuế sân. Các bạn biết. Nì mẫn. Cái chữ biết này là dân sư nha. Nì mẫn dân sư. Nì mẫn dân sư. Thầy Trương cô Lý. Cha lão sư Lý lão sư. Không. Mà. Nì mẫn dân sư Trang lão sư Lý lão sư mà. Nì mẫn dân sư Trang lão sư Lý lão sư mà. Đúng rồi. Hôm nay Xin chúng tôi không đến lớp học. Chúng tôi không đến lớp học. Tôi đi cửa hàng. Em gái tôi về ký túc xá. Khuẩy su sơ. Nghỉ ngơi một chút. Siêu xí ý xa. Và bây giờ mọi người tối mai viết chính tả bài số 4 nha. Và nộp bài tập bài số 5.